Bán cơm bonsai VN thì sáng nay mình có chuyển nhượng một số cái cây hải châu và một số cái cây hải châu là cánh sen và nhánh chiếc cánh sen. Thì cái này thì số lượng nó có hạn anh em. Giá của nó cũng dao động cũng từ 1 triệu cho đến 2 triệu anh em, tùy theo cái nhánh hoặc là những nhánh 2 triệu rưỡi 3 triệu tùy theo cái độ nhánh lớn nhỏ của nó anh em. Đấy, thì mình giới thiệu với anh em cái dòng mà cánh sen này nè, anh em coi cây này, cây đây của khách này anh em. Đó, anh em thấy chưa? Đây là dòng cấu trúc cánh sen siêu siêu rí, cái lá của nó hơi nghiêng về dài dài một tí anh em ha. Thấy chưa? Khi mà nó dè nó rút lại thì nó rất là đẹp. Đây. Chưa? Đó, đây là dòng cánh sen đấy anh em ạ. À, đấy là người ta đang sưu tập những cái dòng này, rất là hay. Trên thị trường nó rất là hay. Thứ nhất là chỉ có bên mình nó có thôi, anh em lưu ý giúp mình ha. Bên mình chỉ là độc quyền cái hàng này nha. Cái này thì người ta đi khoảng ví dụ như 1.000 cây vậy, anh em tìm được đôi chút gặp sơn hơn xui gặp 10 cây là cùng. Không bao giờ có nhiều nha, anh em lưu ý giúp mình ha. Đấy, thứ nhất cái ưu điểm của cái dòng này là nó ra trái là hầu như là nó chỉ có mùa đông lạnh như thế này là không chịu ra thôi. Chứ còn hầu như là trong cái mùa trái của nó đều ra liên tục 2 3 đợt hết nha anh em. Trong khi hải châu thường của mình nó chỉ ra 1 đến 2 đợt là anh em kỹ thuật anh em chăm cao đó. Còn không là nó sẽ ra miết, nên anh em thấy lu bông nó núi lên mặt không? Đấy, cái đọt trắng này là cái đọt bông núi cho mặt anh em. Đây. Cây này sẽ được chuyển về Tây Ninh cho một người em ha. Đấy. Rồi, rồi một cái cây này giống của nó luôn, mình sẽ chuyển về Hà Nội cho một người anh. Đây, anh em thấy không? Khi mà nãy cấu trúc nó rút dè lại thì cái đọt nó vẫn còn giữ nguyên cái cấu trúc của cánh sen nha anh em, không có sự khác biệt. Và nó ra bông luôn nè. Bông nè. Nó nhú nhú như đọt bông nhưng mà nó không đậu trái đâu, cái nó chưa sung được anh em ha. Thì đấy, đấy là những cái mà mình chưa lưu với anh em. Để thì mình nay mình quay cái giống lé để anh em mình nhận biết được anh em ha. Rồi. Mình sẽ đi đến cây cây này riêng là trên YouTube á, mình nói với anh em luôn, trên YouTube riêng mình có cái này là đặc biệt nhất anh em ha. Nè, cấu trúc của nó nè, siêu siêu rí lá cánh sen giống như cái cây kia vậy anh em ha, giống như cây kia vậy đó. Đây cho anh em chiêm ngưỡng cấu trúc cánh sen đây, thấy chưa anh em? Đây, đây là nó chưa ra rộ hết nha, nếu nó ra rộ đồng loạt là nó sẽ ra rất là nhiều nha anh em. Đây là do là mùa này thì nó không có cái sung anh em ha. Nè, những cái đọt sen của nó này chuẩn bị ra nè, anh thấy chưa, rất là đẹp nè. Rồi, nói chung nó chưa có ra. Cây này thì nó đang dư, nó đang dư cái nhánh, nó cắt bầu mình chứ cái nhánh lại để dành cho anh em thích sưu tập. Riêng mình có một cây đặc biệt thôi đấy. Bây giờ mình đi tham quan mấy cái cây hạt châu. Rồi đây, giới thiệu với anh em riêng có một cây đặc biệt nữa, đó là cây siêu siêu rí lá cánh sen, nhưng mà loại dòng này là lá tròn anh em. Hầu như trên thị trường là nó là những cái đây này, thấy đọt sen nó ra không? Bây giờ nó hết đọt rồi. Hôm bữa trước là ra rất là nhiều đọt rất là đẹp anh em. Bây giờ mình bấm hết mấy cái đọt non hết rồi. Đó, thì mình giới thiệu vậy thôi chứ cũng không có bán buôn gì những cái cây này nên là mình cũng không có giới thiệu nhiều anh em ha. Để làm thì mình đâu mình gặp những cái hàng khủng này, hàng zin không khiếp nha anh em. Anh em thấy không, cấu trúc lá rất là tròn y như một cái hạt cà phê này. Thì nói chung chỉ có một cây duy nhất thôi, không có nhiều đâu. Rồi đây anh em mình giới thiệu với anh em, đây đây là cũng dòng siêu rí anh em ha, siêu rí trái cánh sen anh em ha. Đấy, siêu rí trái cánh sen, cái dòng này nếu nó khi mà nó dè tay chi nó sẽ xuống lại thành siêu siêu rí nha anh em. Đấy anh nè, thấy chưa? Thì cái đây là mình có giao lưu về Hà Nội cho một số anh em, nói chung anh em quen biết của mình à, anh em đó, quen biết của mình thì mình giao lưu một vài cây, nó hiếm lắm anh em, cho nó không có nhiều rồi anh em không. Đó thì cấu trúc lá của nó hơi bề và dài chút nhưng mà nó rất cánh sen rất đẹp này, khi bề dè nó cũng rút nhỏ lại anh em ha. Nè, thấy chưa? Đấy. Đó. Rồi một số anh em hỏi mình á là tại sao khi mà mua cái cây phôi ở rừng người ta đánh á nó là cái hình cánh sen gì, nhà trồng nó không phải. Đúng rồi anh em, ở rừng mà người ta đánh á nó là hình cánh sen cho nó dè cái lá nó rút nó thắt lại, nhưng mà nó không phải đâu. Khi mà về nhà của mình á, ngang về nhà của mình á thì lúc này là nó cái điều kiện của nó đột biến ở nhà mình nó bị sao đó thì nó không có giống lại nha anh em, lưu ý giúp mình ha. Cái cây cánh sen ở rừng này nó không có lộ lại cánh sen đâu, khi về nhà mình trồng một thời gian nó thuần chủng rồi đó, bắt đầu tự nhiên là nó sẽ ra cái cánh sen này, thì nó sẽ cánh sen ở ở mình luôn. Đấy anh em ha, nó lưu ý giúp mình ha. Nên tại sao một số anh em thấy cánh sen nó bán tràn lan nhưng mà thật sự không phải đâu anh em.
Đó, mình chơi rồi nhiều rồi, thâm thúy mình biết đây nè, dòng lá hơi dài dài đẹp không anh em. Mỗi loại nó có một cái nét đẹp riêng nha anh em. Giá kệ nó đều như nhau cả, chỉ có thằng siêu siêu rí là cánh sen là nó mắc tiền nhất thôi. Đấy anh em. Ừ. Đây trái nó đây anh em, ở trúc trái đó. Trái rất to nha em, nhưng mà mùa này không phải mùa nó nè, nó ra kiểu này rồi ra tầm bậy nè anh em. Ừ. Dài dài trái li bi chơi nè. Nhưng mùa này không phải mùa nó đâu, nếu mùa nó cây này nó rực là trái ghê gớm lắm anh em thấy không? Đó. Thấy chưa? Này. Mình đi xem, đấy. Rồi mình xem mình phân biệt mình bứt một nhánh này. Đây, dòng siêu rí cánh sen này mình bứt một nhánh mình đi so sánh với lại những cái thằng kia. Có thể lần này mình cho rằng cái cấu trúc lá đẹp hơn những cái thằng khác. Nhưng mà mỗi loại nó có một cái nét đẹp riêng. Nhưng mà cái anh em lưu ý giúp mình, cái lá càng nhỏ thì cái độ trái của nó càng sai. Anh em thấy không, nó đang ra hoa nè. Nó đang tức, nó đang ra hoa nè. Cái dòng dòng rí và dòng siêu siêu rí á, là cánh sen thì nó ưa, nó xiên, nó ra hoa lắm anh em ha. Còn cái dòng Hải Châu mà lá nhỏ cánh sen á, anh em lưu ý á, đây nè. Hải Châu mà lá nhỏ cánh sen nha anh em. Lá nhỏ cánh sen thì nó ra hoa là một hai đợt, nó ra hoa theo mùa anh em. À, lưu ý ha. Thì cái đấy là cái lý do tại sao người ta bán cái cây nó mắc hơn. Ví dụ dụ vậy, cái cây nó đột biến, nó ngon hơn, nó ra hoa nhiều hơn. Cái này phụ thuộc vào tự nhiên nha anh em. Anh em thấy không? Nếu mà cái này mình không nói hay không biết cây này là cây siêu rí đâu. À, bởi vì cái đây là nó lá rất là nhỏ, nó giống như siêu siêu rí luôn, nhưng mà không phải, nó là cây siêu rí thôi. Đấy thì cái mức độ lá của nó xếp vào những cái thứ tự là siêu siêu rí, rồi nhỏ nhất, rồi tới siêu rí, rồi tới Hà Châu lá rí, rồi tới Hà Châu lá nhỏ cánh sen, rồi chơi mấy dòng đó thôi. Giờ mình đi nhé, mình đi mình coi vườn mình phân biệt nha. Đây anh em, dòng này là dòng Hải Châu lá nhỏ búp sen này, anh em thấy không? Cái sự khác biệt nó rất là ấy. Cái lá của nó lại tròn hơn, một số anh em lại thích nó tròn hơn. Nhưng mà là nếu mà hai dòng này nó mắc tiền hơn thì cái dòng này sẽ mắc tiền hơn, xếp thứ tự nó sẽ cao tiền hơn chút. Bởi vì cái cây loại siêu rí này nè, nó không có cây lớn anh em hiểu không? Nó hiếm có cây lớn lắm, bởi vì nó đột biến bản thân, đột biến lá của nó rất là nhỏ, nó rất là chậm phát triển so với những cái người anh em của nó. Đấy, anh em phải hiểu được cái điều đó anh em ha. Thì như vậy là nó rất là mắc, nó mắc ở chỗ là khó có cây bự. Đó, anh em hiểu là khó cây bự, người ta tìm cây bự không có anh em ha, cây lớn cái to không có. Đây, đây là một số cấu trúc lá này, anh thấy chưa? Đẹp không? Đó, đây là dòng Hải Châu lá nhỏ cánh sen anh em ha. Lá nhỏ cánh sen thì nó có nhiều chủng loại. Dòng cấu trúc lá hơi tròn, hơi 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 dày, hơi 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 nhọn, ví dụ vậy. Đó, nhưng nó có đủ loại hết. Đấy, nhưng riêng anh em thấy cái này rất là đẹp. Nên cái này là mình cũng có dài cái giống mình chiết để mình chia sẻ cho anh em nè, anh em thấy chưa? Nó nằm trên mình nó nè, nằm trên mình của nó những cái đọt đọt sen rất là đẹp. Đó, à, cấu trúc đột xuyên của nó rất là đẹp nè, em thấy chưa? Đó, riêng cái cành nhánh này là có một người anh đó, người ta đặt hàng của mình. Đấy, thấy chưa? Bởi vì cái này trên thị trường đó là nó ít lắm em, nó không có đa dạng đâu. Cái dòng cánh sen này thì thị trường nó ít lắm, nó không có giống như 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 anh em mình mơ ước được anh em ha. Thấy chưa? Đấy. Rồi nếu mà mình có cái cành mà cánh sen Hải Châu siêu rí đá tròn không? Bật cho anh em xem nữa là em thấy mình nhìn mới 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 ngon nữa, mới ngọt nữa, anh em thấy không? Chứ cái này là chưa đẻ đâu anh em ha, nhưng mà mình không có, hiện nay nó mất mất sen rồi đấy. Mình phải đi đi ra đây cho anh em xem, đây ra đây coi cây lá rí cánh sen nữa nha anh em ha. Đây nè, đây cũng là một cái loại Hải Châu lá rí. Ờ, rất rí mà nó sung quá nè, thì nó cũng là cho búp sen, nhưng có lá giống nhau, bông giống nhau không, bông búp giống nhau á, trái rất là sai nha em. Những cái dòng này, những cái dòng nó gọi là đặc biệt anh em ha. Này coi nè, lá nó cuộn, nó xoắn, nó đẹp lắm nè, em thấy không? Nó mang cho mình là cái dòng cánh sen của nó rất là nhiều loại, rất là nhiều loại anh em thấy chưa? Nè, khi mà nó dè rồi nè, nó rút những cái loại đọt cái cành này nó rất là đẹp. Cái này có khi nào anh em chơi nhiều lâu năm thâm thúy mình có vườn thì mình mới nhìn biết được anh em ha. Thấy chưa? Đấy, có nghĩa là cái cây mà Hải Châu lá nhỏ khi mà nó ra cánh sen rồi, khi nó dè thì nó sẽ mất cái cánh sen đi. Còn cái dòng lá rí này, cánh sen này khi nó ra từ nhỏ nó để ra cánh sen thì khi nó dè nó rút lại những thành những cái đọt sen này, nó rút luôn đó. Anh em phải phân biệt được cái đó là cái hạng chuẩn của nó với một cái vẻ đẹp của nó. Có người thì người ta thích chơi ra trước, người người thích chơi chơi ra sau anh em. Anh em mình có bứt một cái cành đây, cành cánh sen này anh em, cánh sen từ cây này anh em ha. Cây này mình có nhân giống vài vài nhánh để cho chia sẻ cho anh em ha. Ít thôi, mình không có số lượng nhiều đâu, mình nhân giống vài nhánh thôi. Lâu lâu anh em nào hữu duyên mình chia sẻ nhánh hai nhánh dành em ghép thôi. Đây anh em coi nè, anh em thấy chưa đẹp không?
Thì cấu trúc này là cây này là rá rí, nhưng mà cấu trúc cánh sen nó lại là hơi hơi tròn chút, nhưng mà anh em nhìn lá của nó đâu có tròn, lá nó là lá dài, anh em thấy không, lá nó là lá dài nè, anh thấy chưa, lá dài lá nhọn, chứ nó đâu có phải là cây hạ châu là lá tròn đâu đấy. Nói chung là cái sự đột biến của nó rất là kỳ dị anh em á, nhưng mà nó để là cánh sen rồi thì không bao giờ nó thay đổi nha anh em. Khi mà nó về vườn của anh em là cánh sen rồi không bao giờ đổi, còn ở rừng nó là cánh sen nó sẽ có sự thay đổi nha anh em. Đây là những cái đặc điểm về cây hạ châu cánh sen anh em không, rá rí nè, thấy chưa, thì nó xếp rất là nhiều bậc đó. Đây cái lá này rất là nhỏ nè anh em, có thể là người bán, nếu người ta không có chuẩn thì người ta nói rằng cái đây là cây siêu siêu rí chẳng hạn, nhưng mà nó không phải anh em ha. Siêu siêu rí thì trên thị trường nó rất là hiếm mấy, chưa không, này có chút lá này ha, mình phân biệt cho anh em mình xem thử anh em ha. Rồi bây giờ mình đi ra ngoài đây mình xem mấy cây này đấy, mình xem cây này đây, đây là cây hai châu lá nhỏ búp sen đọt đỏ nha anh em, đọt hồng, thấy anh em, đọt hồng mà anh em, rất là nhiều loại. Này anh em coi nè, thấy chưa, đó, nó xếp rất là đủ loại. Những cái giống này mình chưa có đấy, mình chưa có tung ra trên thị trường anh em ha. Thì mình đi phân biệt chơi nè anh em, bức ba cành một đây, đây là cây hải châu lá nhỏ cánh sen rất là đẹp nha anh em. Đây để vô đây mình mới phân biệt được nè, rồi chưa, nó nè khác hết nha anh em, cấu trúc lá nó khác hết nè, cái chiều lá của nó khác biệt hết, nên nó cánh rất là tròn. Anh em số anh em thích cánh tròn, một số anh em lại nghĩ cánh già, nhưng mà nó khác hết á. Cấu trúc lá của thằng này nó sẽ nhỏ hơn, thằng này nó sẽ lớn hơn nè anh em thấy chưa. Khi mà nó già đi rồi nó sẽ mất đi cái độ cánh sen của nó, khi mà nó ra đọt non thì nó búp nó sẽ đưa ra cánh sen nhiều hơn, khi già thì nó mất đi cánh sen, thấy chưa, đó này anh em thấy không, rất là nhiều, nó rất là nhiều đa dạng về chủng loại nè, lớn hơn, búp nó lớn hơn, bự hơn đấy. Nhưng mà quan trọng nó một điều là cái cấu trúc lá này thì nó chỉ có giúp cho anh em là bán cái cây nó thêm cao hơn một chút, nhưng mà phụ thuộc vào cái cây nó là hàng gì nữa anh em. Đây hàng đảo hay là hàng núi, đa mà đa số là hàng đảo là nó thường có búp sen, hàng núi nó vẫn có anh em, núi xét đảo nó cũng có, nhưng mà điều nó ít, lưu ý với mình ha. Nè khi mà nó về rồi đó là nó mất cánh sen nè, thấy không, nó về rồi thì cái độ cánh sen của nó sẽ tải ra bớt, là nó không có còn dính như cái thằng rí này. Thằng rí này khi mà nó về thì là cái đọt cánh sen của nó sẽ rút luôn, không mất đấy. Thì mình phân biệt như vậy, thì mình mới hiểu được đó, khi mà nó về nó ra là toàn là một dàn cánh sen rất là đẹp, thấy chưa, dàn cánh sen rất là đẹp, nó chuẩn, tiêu chuẩn của nó, thấy không? Rất là đẹp luôn. Cây này ngày xưa mình dám mua phôi giá khá cao nha, không phải chỉ đùa đâu. Bây giờ chơi rồi là nghệ thuật rồi là phải chơi đến một mức nào đó. Nên thấy không, cái đọt là cánh sen nào, chưa? Chỉ có những cái cành nhánh nó có, còn có những cái cành nhánh nó không có nha anh em. Thấy chưa? Không phải lúc nào anh em cũng nghĩ là cứ cánh sen là phải ra hết cho ta cánh sen. Nó không phải đâu anh em. Trên nó chỉ ra khoảng 60% đến 100%. Anh em chăm sung nó ra khoảng 80% là giỏi ha. Như cái cây này là nó ra là 90%. Là coi như là mình chăm cái kỹ thuật mình gọi là phân thuốc rồi, nó là điều hết. Điều hết rồi nó mới chịu ra được. Rồi một số anh em hỏi tại sao trên cánh nó là tròn nè, nhưng mà ở dưới lá là dài nè. Nó là vậy đó anh em, chứ không phải là nó anh thấy chưa, dưới lá nó dài hết đó, bởi vì đó là những cái lá chân của nó, khi mà nó lớn thì nó sẽ thay đổi cấu trúc lá, có một sự đột biến anh em ha. Anh em hiểu là cái dòng này là dòng đột biến anh em, cấu trúc lá của nó sẽ thay đổi theo cái sự chăm sóc của anh em mình. Anh em chăm sóc ngon đẹp thì nó ra nhiều ha,
Còn nếu mà chăm sóc nó yếu 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 thì nó không bao giờ ra cánh sen được đâu ha. Đấy, mà phải chọn đúng giống cánh sen gì mình mới chăm nha, chứ không phải tự nhiên như không là mình lại đi. Có một cái cây mình chăm là nó đột biến nó ra đâu, không phải đâu. Nó phải nguồn gốc của nó phải là cánh sen đàng hoàng rồi bắt đầu gì mình mới chăm được, chăm chuốt nó được anh em ha. Đây là những cái điểm mà mình chia sẻ với anh em về những cái loại hải châu cánh sen ở vườn của mình anh em ha. Để anh em mình chiêm ngưỡng. Đấy. Rồi mình đi phân biệt hết những cái cấu trúc lá của nó anh em ha. Lá của nó để anh em mình biết được. Đó, nhiều lắm mình ở vườn mình thì mình đa số mình sở hữu loại cánh sen lá hải châu lá nhỏ này nhiều. Nhưng siêu siêu rí và lá rí hoặc là siêu rí thì rất là hiếm anh em ha. Lưu ý giúp mình thì cái nào hiếm thì mình chỉ có là nhánh chiết thôi. Còn những cây mà nó phổ thông á, bởi vì là chia sẻ lại một chút nữa là cái dòng lý rí với lại cái siêu rí với lại hải châu lá rí với lại lá nhỏ thì cái lá càng nhỏ thì cái thân nó càng khó lớn, nó hiếm có cây lớn, anh em lưu ý giúp mình là vậy ạ. Vì nó không có cây lớn nên là anh em buộc phải chơi những cái nhánh chiết, còn nếu sưu tập cây lớn thì giá nó cao lắm, mình riêng mình đi đi sưu tập cũng hết rồi. Để gì anh em mình ghép gọt vô một số cái cây anh em mình mua nó lỗi thời đó. Để ghép mình chơi thôi chứ cũng ghép không phải để bán đâu. Mình thì không có ghép để bán, bởi vì nó cái gì thị trường nó không có giá trị. Còn anh em mình thì lỡ mua mà ai bị lừa đó thì mình về mình ghép vô để mình bán cái cây nó có giá trị hơn, để mình chơi với giá trị chứ không phải bán anh em ha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip nha anh em. Một cây cánh sen rất là đẹp.